Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Không biết là cái kết của câu chuyện này như thế nào, nhưng mà chúng ta đang rất là mong chờ rằng anh chàng Hạo Thiên sẽ có thể khỏe mạnh trở lại và ở bên cạnh để bảo vệ cho mẹ con Tiểu An. Nhưng mà căn bệnh của anh ấy gặp phải là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, khó có thể cứu sống được, ngoại trừ có một người hiến tim cho anh. Vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Quý vị nhớ thêm một tip nhỏ, đó chính là để lại bình luận của mình về cảm nhận của câu chuyện này như thế nào nhé. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin được gửi đến cho quý vị tập 13, tập cuối của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngoại ô thành phố, nơi đây không đông đúc nhộn nhịp, nhưng những hoạt động vẫn luôn diễn ra hàng ngày, chỉ là ít ồn ã hơn. Nơi đây xuất hiện một bệnh viện tư nhân, rất lớn và có nhiều bác sĩ giỏi. Tuy nằm xa ngoại thành, nhưng tiếng tăm thì đồn xa. Và có lẽ bệnh viện này chính là nơi thích hợp để lẩn tránh thực tại. Phòng bệnh 5 năm. Hạo Thiên chuyển tới đây điều trị cũng hơn 3 tuần. Từ khi mặc lên người bộ quần áo bệnh nhân, anh cảm thấy nặng nề và không được tự do. Mỗi ngày thức dậy trong một căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo, làm những công việc lặp đi lặp lại, khiến cho anh chán nản. Đưa mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ đằng kia, nỗi nhớ trong anh lại một lần nữa chi phối tâm trí. Ở đây lâu, Hạo Thiên thực sự rất nhớ mẹ con Tiểu An. Anh muốn một lần được tới thăm họ, dù chỉ là nhìn từ xa thôi cũng được. Nhưng luôn có người không cho phép anh rời khỏi phòng bệnh, chỉ vì lo cho sức khỏe của anh. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, quản gia Lục từ bên ngoài bước vào, trên tay của ông còn bưng một tô cháo nóng hổi. Cậu dậy, ăn một chút cháo cho ấm bụng, ăn xong còn uống thuốc. Chú Lục này, tôi ăn cháo 3 ngày nay rồi, chú không đổi món khác được cho tôi sao? Ăn cháo tốt cho sức khỏe, cậu cố ăn một chút. Nhưng mà tôi ngán lắm rồi, nửa bát thôi. Cậu à, nửa bát thôi cũng được. Hạo Thiên thở dài bất lực, cuối cùng phải cầm bát cháo lên ăn mấy muỗng. Quản gia Lục thấy anh nghiêm túc ở lại bệnh viện điều trị, trong lòng cũng yên tâm phần nào đó. Ăn được vài muỗng cháo, Hạo Thiên dừng lại quay sang phía quản gia Lục. Chú cho tôi gặp mẹ con Tiểu An có được không? Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm lấy cả căn phòng, ngay khi Hạo Thiên vừa mới dứt lời. Quản gia Lục không đáp lại ngay mà chần chừ suy nghĩ. Mãi đến một lúc sau, ông mới đáp lại với giọng điệu vô cùng vui vẻ. Vài ngày nữa, tôi đưa cậu đi gặp mẹ con cô chủ. Câu trả lời của ông Lục nằm ngoài dự đoán của Hạo Thiên. Anh không nghĩ ông lại đồng ý dễ dàng như vậy. Mấy tuần trước khi anh đề nghị đến thăm mẹ con Tiểu An, ông còn tỏ thái độ khó chịu, nhất quyết không cho. Vậy mà bây giờ lại đồng ý, không cần một lý do. Hạo Thiên im lặng quan sát từng cử chỉ của quản gia Lục. Để ý kỹ mới thấy, hôm nay sắc mặt của ông khác hẳn thường ngày. Không còn sự cau có khó chịu hay buồn bã, ngược lại còn vô cùng vui vẻ và hào hứng. Hôm nay chú có chuyện gì vui à? Tại sao đồng ý cho tôi ra khỏi bệnh viện chứ? Tôi đã tìm được người khiến tim của cậu có thể đập trở lại. Bây giờ chỉ cần cậu đồng ý làm phẫu thuật, chắc chắn bệnh tình sẽ thay đổi. Thậm chí, cậu có thể sống cùng với mẹ con cô chủ. Việc tìm kiếm một trái tim tương thích để có thể tiến hành phẫu thuật không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí có những người phải mất đến 10 năm mới tìm được. Thế nhưng đối với những người ở tầng lớp thượng lưu, không có gì là khó. Chỉ cần họ có tiền, thì chỉ trong một thời gian ngắn, nhất định có được. Việc tìm kiếm trái tim thích hợp với Hạo Thiên được quản gia Lục tiến hành ngay sau khi biết chuyện. Ban đầu ông cứ nghĩ việc này khó khăn đến mức như mò kim đáy biển. Nhưng thật không ngờ, may mắn lại mỉm cười sau bao nhiêu nỗ lực. Chỉ cần Hạo Thiên đồng ý làm phẫu thuật, tình hình chắc chắn khả quan hơn.
Trái ngược hoàn toàn với niềm vui mà quản gia Lục đang tận hưởng, Hạo Thiên lại tỏ ra vô cùng khó chịu, thậm chí anh có phần tức giận. Ai cho chú quyền tự ý đi tìm người hiến tim cho tôi? Kìa cậu chủ, tìm được một trái tim tương thích không phải là một chuyện đơn giản. Bây giờ cậu may mắn có được, đáng lẽ ra cậu phải vui mới phải. Trái tim này hoàn toàn là tự nguyện, chứ không phải là ép buộc, nên cậu đừng lo. Mặc cho thái độ của Hạo Thiên ngày ngày càng trở nên tức giận, quản gia Lục vẫn tiếp tục nói trong sự vui vẻ. Chỉ cần cậu đồng ý làm phẫu thuật, tôi chắc chắn là cậu có một cuộc sống mới, thậm chí là có thể sống cùng với cô chủ. Cậu thấy thế nào? Tôi không làm phẫu thuật đâu. Nụ cười trên môi quản gia Lục chợt tắt. Ngay sau khi nghe những gì Hạo Thiên vừa nói, ông tròn xoe mắt ngạc nhiên như không tin vào những gì bản thân mình nghe được. Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Cậu chủ à, có phải cậu đang đùa có phải không? Việc tìm được trái tim tương thích làm phẫu thuật là điều vô cùng tốt với cậu. Có biết bao nhiêu người ngoài kia cần trái tim này mà không được, tại sao cậu lại từ chối? Nếu như những người ngoài kia thích đến như vậy, thì cứ để cho họ lấy. Tôi không bao giờ đồng ý. Cậu... Quản gia Lục đột ngột hét lớn trong cơn tức giận. Trong suốt mấy tháng ròng rã, ông phải rất vất vả cố gắng mới có thể liên lạc được với người nhà của bệnh nhân kia, để mong họ có thể hiến tim cho Hạo Thiên. Vậy mà bây giờ, khi mọi nỗ lực sắp thành công, thì lại bị anh đạp đổ. Ông cố gắng kìm nén cơn tức giận, hắng giọng và hỏi. Tại sao cậu lại không chịu làm phẫu thuật? Tôi không muốn chết bây giờ. Cậu đang nói chuyện điên khùng gì thế à? Nếu như làm phẫu thuật, cậu sẽ sống lâu hơn. Thậm chí nếu trái tim phù hợp với cơ thể của cậu, cậu có thể sống với nó cả đời. Cậu không muốn bên cạnh cô chủ sao? Tôi còn sống được 3 năm. Tôi muốn dùng 3 năm đó để ở gần Tiểu An và Nhược Đông. Nếu tôi đồng ý làm phẫu thuật, nhưng trong ca mổ xảy ra vấn đề, thì chắc chắn tôi không thể nhìn thấy hai người họ, có phải hay không? Đến đêm muộn, thành phố Hoa Lệ sáng đèn, nhưng không còn ồn ào như ban sáng. Xe ngoài đường dần ít đi, chỉ còn lại những chiếc xe tải lớn chở hàng xuyên đêm. Khung cảnh im lặng đến một cơn gió cũng chẳng có. Bầu trời ngày hôm nay không trăng không sao, mịt mù một cách khó tả. Tiểu An lững thững nhất từng bước chân nặng nề trên con đường vắng, với chân bị xước cùng với phần đầu đang chảy máu sau một vụ chạm xe. Trong lúc qua đường không cẩn thận nên bị xe tông trúng, cũng may chỉ là một chiếc xe máy, tốc độ không lớn nên cô chỉ bị thương ngoài da. Tuy rằng vừa mới gặp tai nạn, nhưng những vết thương ngoài da này chẳng là gì so với nỗi đau bên trong lòng cô. Công ty Cố Gia, những nơi Hạo Thiên có thể đến, cô đều tìm hết rồi, nhưng kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Điện thoại không thể liên lạc, ngay cả số của quản gia Lục, cô cũng không thể nào gọi được. Tất cả những thứ liên quan đến Hạo Thiên dường như đang biến mất trong cuộc sống của cô. Tiểu An lê những bước chân chậm rãi trên đường, rồi dừng trước cổng chung cư. Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng, Tiểu An thở dài một tiếng. Bây giờ cô chẳng còn sức đâu để đi lên những tầng lầu đó. Bàn tay yếu ớt bám vào thành tường. Đi cả một ngày dài, cô không còn sức lực. Cô cúi gằm mặt xuống, hơi thở vô cùng nặng nhọc. Cô chủ à? Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Tiểu An giật mình. Gắng gượng quay sang nhìn, đôi mắt cô bỗng rực sáng khi nhìn thấy người trước mặt mình. Quản gia Lục. Tiểu An nhanh chân chạy đến chỗ ông, như thể trước đó cơ thể chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Cô vươn tay ra nắm chặt lấy tay của ông và cầu xin. Quản gia Lục, ông cho tôi biết đi, Hạo Thiên anh ấy đang ở đâu? Tôi cầu xin ông, tôi đi tìm anh ấy cả ngày hôm nay rồi. Nhìn những vết thương trên người, cùng với dáng vẻ van nài của Tiểu An, quản gia Lục đoán chắc cô đã biết sự thật. Vừa hay, ông cũng đang đi tìm cô. Tôi sẽ đưa cô đi gặp cậu chủ, nhưng mà cô phải làm cho tôi một việc. Chỉ cần được gặp anh ấy, bất cứ việc gì tôi cũng làm. Quản gia Lục gật đầu mỉm cười, rồi đưa Tiểu An lên xe đến bệnh viện. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển vào đường quốc lộ, bỏ lại đằng sau thành phố Hoa Lệ. Sáng hôm sau, Hạo Thiên giật mình tỉnh giấc, sau một giấc ngủ dài, anh nhớ lại đêm qua khi anh nhất quyết không đồng ý phẫu thuật,
Quản gia Lục bỏ rơi mà không quay lại với anh. Thường ngày ông luôn túc trực bên cạnh anh cả ngày cả đêm trong bệnh viện. Có lẽ do chuyện hôm qua mà ông không đến nữa. Hạo Thiên thở dài một tiếng, anh vịn tay xuống giường định ngồi dậy thì nhận ra đang có một bàn tay khác nắm lấy bàn tay của anh. Anh nhìn người con gái kia với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng vén mái tóc của người con gái đang nằm kế bên mình. Tiểu An. Hạo Thiên rất bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây, đồng thời giọng nói của anh cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Hạo Thiên, anh thấy trong người thế nào? Anh có đau ở đâu không? Sao em biết anh ở đây mà đến? Quản gia Lục đưa em đến đây. Còn nữa, tại sao trên người của em toàn là vết thương thế này? Những điều mà Hạo Thiên thắc mắc đều không quan trọng bằng vết thương trên người của Tiểu An. Hạo Thiên kéo tay Tiểu An ngồi xuống để cô quan sát bên mình, rồi cẩn thận kiểm tra từng vết thương. Vén mái tóc mềm của cô sang một bên, anh chạm nhẹ vào vết thương trên trán của cô. Tại sao lại có mấy vết thương này chứ? Em vô tình bị xe đụng trúng thôi. Trong lúc đi tìm anh có phải không? Ừ, nhưng mà chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Mấy vết thương ngoài da này chắc chắn là mau lành. Anh đừng lo. Tại sao em làm như vậy chứ? Bởi vì em muốn được ở bên cạnh anh. Khoảnh khắc nghe được câu trả lời của Tiểu An, trái tim của Hạo Thiên bỗng hẫng một nhịp. Cảm xúc bây giờ thật khó tả. Anh không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Cuối cùng thì cô cũng đồng ý quay về bên anh. Thế nhưng không phải anh đang cố gắng biến mất khỏi cuộc sống của cô sao? Thời gian không còn nhiều, anh không thể làm cho cô hạnh phúc trong 3 năm ngắn ngủi. Nếu như cô quay lại, còn anh ra đi mãi mãi thì sao? Người đau lòng vẫn là cô. Tiểu An nhẹ nhàng chạm tay vào gương mặt của anh. Gương mặt luôn xuất hiện trong đầu cô những ngày tháng qua. Cô không trốn tránh thực tại và cô đồng ý thừa nhận cảm xúc thật của bản thân mình. Sau những lần đắn đo do dự và mông lung đến nỗi không biết phải làm thế nào, cuối cùng cô đưa ra quyết định cho chính mình. Cô muốn về bên anh thêm một lần nữa. Hạo Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ đang chạm vào mặt của mình, anh cười nói với cô. Em không nên đến đây, càng không nên ở bên cạnh anh. Anh chỉ sống được có 3 năm, thậm chí là ít hơn như vậy. Anh không muốn em khổ. Tại sao phải khổ chứ? Ở bên cạnh người mình yêu không phải là điều hạnh phúc nhất sao? Nhưng anh không thể bên em cả đời. Là do anh sợ hay là anh không muốn tìm cách? Tiểu An nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Cô hiểu anh, bởi vì nghĩ cho cô nên mới không nói ra sự thật ngay từ ban đầu. Anh sợ cô khổ nên cả ngày hôm ấy mới không trả lời câu hỏi mà cô đặt ra. Nhưng chẳng phải sau khi biết sự thật, cô vẫn luôn ở bên cạnh anh sao? Chuyện thời gian bao lâu vốn dĩ không còn quan trọng ở thời điểm hiện tại, bởi nó đã có cách giải quyết. Chỉ là anh đang không muốn đối mặt và cô đang cố gắng thuyết phục anh chấp nhận cách giải quyết đó. Tiểu An lúc này mỉm cười, tiến lại gần với Hạo Thiên hơn. Anh à, quản gia Lục kể hết mọi chuyện với em rồi. Ông ấy bảo có người đồng ý hiến tim cho anh. Anh đồng ý làm phẫu thuật, có được không? Hóa ra đây chính là lý do khiến cho quản gia Lục mất tích cả buổi tối ngày hôm qua. Chắc chắn do ông là người nuôi nấng anh từ bé, nên quá hiểu rõ tâm tình của anh. Ban đầu là ông một mực muốn anh rời xa Tiểu An, để cô không phải đau khổ khi anh mất. Bây giờ lại quay về tìm cô, để khuyên nhủ anh. Vị quản gia này, quả thực là quá thủ đoạn. Em không cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng sao? Em không hiểu. Chú Lục đang lợi dụng em để khuyên anh làm phẫu thuật, lợi dụng em để đạt được mục đích của chú ấy. Cứ cho là lợi dụng đi, nhưng mà sự lợi dụng này không phải là có lợi cho anh sao? Chỉ cần giúp anh, em bị lợi dụng cũng được. Em có biết mức độ rủi ro khi làm phẫu thuật tim là bao nhiêu không? Không phải Hạo Thiên không muốn làm phẫu thuật. Ngay từ khi biết bản thân có bệnh, anh cũng nghe về những giải pháp và cả phẫu thuật để thay tim. Tìm được một quả tim tương thích để làm phẫu thuật thực sự rất khó. Nay quản gia Lục tìm được là một chuyện may mắn, nhưng rủi ro của việc phẫu thuật rất cao. Nếu xảy ra trục trặc,
chắc chắn ảnh hưởng đến tính mạng. Hạo Thiên không sợ chết, anh chỉ sợ thời gian bên cạnh Tiểu An bị rút ngắn lại mà thôi. Hiện tại anh đang có 3 năm, nhưng một khi ca phẫu thuật không thành công thì thời gian 3 năm đó chẳng còn. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là được ở bên cạnh mẹ con Tiểu An, được ngày ngày ở bên cạnh cô ấy. Tối qua trong lúc cùng với quản gia Lục đến bệnh viện, cô nghe ông giải thích rõ ràng về bệnh tình cũng như ca phẫu thuật. Tiểu An hiểu rõ ca phẫu thuật này nguy hiểm đến mức nào. Nhưng nếu còn hy vọng, tại sao lại không thử? Nếu ngay lúc này đây bản thân cô còn bị lung lay thì làm sao có thể thuyết phục được anh chứ? Tiểu An hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, nói với anh bằng giọng điệu vô cùng tự tin. Cho dù chỉ còn lại 1%, chúng ta nhất định phải thử. Biết đâu may mắn xảy ra thì sao? Chả nhẽ anh không muốn sống cùng với em và con à? Dĩ nhiên là anh muốn sống cùng với hai người. Nhưng vậy thì anh đồng ý làm phẫu thuật đi, có được không? Hạo Thiên cứ chần chừ rất lâu, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô. Sau bao nhiêu đắn đo do dự, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý làm phẫu thuật. Tiểu An vui mừng ôm chầm lấy anh, chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã rơi xuống. Em sẽ đợi anh. Tiểu An à, nếu như anh không thể qua khỏi. Không được nói gở, anh nhất định phải sống. Phải sống để bù đắp cho em chứ. Hạo Thiên không nói thêm lời nào, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa lưng của cô. Quản gia Lục đứng bên ngoài mỉm cười, rồi sau đó cũng rời đi. Cả ngày hôm ấy Tiểu An bên cạnh chăm sóc cho anh. Cũng lâu lắm rồi anh không có được cảm giác cô kề cạnh. Hơn 7 năm qua, anh luôn mong chờ khoảnh khắc này, chỉ đáng tiếc là khung cảnh không giống như mong đợi. Tuy biết ngày mai thôi, bản thân anh phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng chỉ cần có niềm tin thì chắc chắn anh sẽ vượt qua. Chiều muộn ngày hôm đó, Tiểu An phải trở về nhà để thăm Nhược Đông, nên chỉ còn quản gia Lục ở lại bệnh viện với Hạo Thiên. Trong khi anh đang loay hoay với đống đồ đạc cá nhân, thì cánh cửa phòng lại mở ra. Quản gia Lục từ bên ngoài bước vào, trên tay ông còn cầm một tờ giấy. Đây là giấy ký xác nhận đồng ý làm phẫu thuật. Cậu ký vào đây, để bệnh viện còn chuẩn bị. Hạo Thiên cẩn thận đọc từng chữ trên tờ giấy, rồi không một chút do dự, anh ký tên vào. Xong xuôi anh quay sang phía quản gia Lục mỉm cười. Tôi không nghĩ chú lại là một người mưu mô đến như vậy. Tôi có thể xem đây là một lời khen. Không có chuyện gì, nó không thể chỉ sợ bản thân mình không cố gắng mà thôi. Tôi biết lời nói của tôi đối với cậu không có trọng lượng, nhưng đối với cô chủ thì khác. Và tờ giấy này chính là kết quả. Không phải lời nói của chú không có trọng lượng, mà bởi vì cô chủ là điểm yếu lớn nhất của cậu. Đúng vậy, cô ấy là điểm yếu lớn nhất của tôi. Hạo Thiên ngừng lại đôi chút, sau đó lại lên tiếng hỏi. Chú Lục này, tôi có thể biết danh tính của người hiến tim cho tôi có được không? Tôi e là không thể. Họ không muốn cho tôi biết hay là thế nào? Tôi chỉ muốn cảm ơn họ thôi. Người hiến tim là một người rất quan trọng đối với cậu. Quản gia Lục nói xong rời đi. Còn Hạo Thiên cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy mà không nhận ra điều gì. Qua ngày hôm sau, cuộc phẫu thuật bắt đầu tiến hành. Tiểu An và quản gia Lục ngồi trên ghế băng trước phòng phẫu thuật và chờ đợi. Bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến khó tả. Ai nấy đều vô cùng lo lắng vì đây là một ca phẫu thuật rất khó. Tiểu An không thể ngồi im chờ đợi, liền đi lại nhiều lần trước cửa phòng. Ánh mắt của cô liên tục nhìn về phía đèn LED, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Mặc dù trước mặt Hạo Thiên cô luôn tỏ ra lạc quan, nhưng trong lòng thì không ngừng lo lắng. Quản gia Lục nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, liền đứng dậy trấn an cô. Cô chủ à, cô mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nếu tinh thần cứ căng thẳng thế này, nhất định ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà tôi không thể bình tĩnh được. Hạo Thiên đang ở bên trong đó. Tôi hiểu chứ, ca phẫu thuật này còn kéo dài. Cô nên bình tĩnh và cầu nguyện sẽ tốt hơn. Tiểu An nhìn ông Lục gật đầu làm theo những gì ông nói. Cô ngồi xuống ghế băng, hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Bây giờ mọi chuyện đều phải trông chờ vào những bác sĩ phụ trách bên trong.
Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, hai người ngồi được nửa tiếng bên ngoài. Đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở lớn, một nữ y tá và một bác sĩ chạy ra ngoài với dáng vẻ hớt hải, gấp gáp. Tiểu An vội vàng chạy theo, giữ lấy tay của bác sĩ. Bác sĩ ơi, có chuyện gì xảy ra thế ạ? Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, chúng tôi cần phải tìm thêm máu để cung cấp. Bác sĩ kia vừa mới dứt lời, từ trong phòng phẫu thuật, một y tá khác chạy ra ngoài. Sắc mặt cô ta đầy vẻ lo lắng, ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ, không hay rồi, bệnh nhân đang lâm vào tình trạng nguy kịch, chúng ta phải mau lên. Vị bác sĩ nhanh chóng gỡ tay Tiểu An rồi rời đi. Cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đóng lại ngay sau đó. Tiểu An ngồi quỵ xuống đất, quản gia Lục vội vàng chạy đến đỡ cô. Cô chủ à, cô có sao không? Cô chủ! Mặc cho ông Lục gọi thế nào, Tiểu An không để tâm đến. Cả người cô đông cứng, cổ họng khô khốc, không nói được nửa lời. Nước mắt cô vô thức rơi xuống, trái tim rất đau, hệt như đang bị thứ kim loại sắc nhọn cứa mạnh đến rỉ máu. Hai mắt Tiểu An mờ dần, mọi thứ xung quanh quay cuồng, đầu đau như búa bổ. Bên tai cô bây giờ truyền đến những tiếng bước chân rầm rập, tiếng người nói chuyện với ngữ điệu vô cùng gấp gáp và cả giọng nói quen thuộc của quản gia Lục. Nhưng tất cả chỉ còn lại trong tiềm thức mơ hồ trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức. 3 tuần sau, tại Nghĩa Trang ở ngoại ô thành phố, Tiểu An đứng trước một ngôi mộ xanh cỏ, cẩn thận đặt xuống một nhánh hoa diên vĩ, rồi mỉm cười. Cảm ơn vì đã đến. 1 năm sau đó, tại một nhà hàng sang trọng, nơi tổ chức tiệc cưới đẹp nhất thành phố, hôm nay là nhà hàng tiếp tục tổ chức thêm một lễ cưới. Bên ngoài các khách mời đang đến đông đủ, tiếng cười nói rôm rả vang lên từ hai bên gia đình, tiếng nhạc cưới du dương cùng những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Cách bày trí hoa đến đèn LED sáng đều rất đẹp mắt. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Đến giờ làm lễ, toàn bộ ánh đèn trong phòng đều được giảm thiểu để tập trung vào sân khấu. Tiếng nói chuyện cũng ít dần đi. Mọi người bắt đầu tập trung vào phần lễ chính của tiệc cưới. Trên sân khấu, chú rể trong bộ Âu phục với dáng vẻ hạnh phúc đang hướng ánh mắt về phía cửa chính. Trên gương mặt ấy hiện rõ sự hạnh phúc sau bao nhiêu năm chờ đợi và cuối cùng cũng tìm được nửa kia của mình. Cánh cửa phòng mở ra, khoảnh khắc trọng đại cũng đến. Dàn phù dâu bước vào bên trong dưới ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và cái vỗ tay rôm rả của mọi người. Hôm nay Tiểu An mặc một bộ váy trắng cùng với mái tóc được bện hai bên gọn gàng, có cài hoa trên đầu. Cô nhìn thẳng về phía sân khấu, nở một nụ cười thật rạng rỡ. Trong khung cảnh vui vẻ hạnh phúc này, đột nhiên cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Một người đàn ông xông vào bên trong, mặc cho sự can ngăn của bảo vệ. Anh chạy lên lễ đường trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lễ cưới đang diễn ra đương nhiên phải dừng lại bởi vì sự cố bất ngờ. Anh chạy đến chỗ gần sân khấu nơi chú rể đang đứng, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà nắm chặt lấy tay người con gái. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì phải đi một quãng đường xa. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không thể nào che giấu được sự hấp tấp ngay trong lời nói của mình. Tiểu An à, mau đi theo anh. Nhưng mà... Tiểu An còn chưa kịp nói dứt câu, Hạo Thiên bế cô trên tay rồi rời khỏi bữa tiệc trước sự chứng kiến của những ánh mắt đầy ngạc nhiên. Rời khỏi buổi lễ, Hạo Thiên bế cô lên trên xe. Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng rất lớn, thể hiện rõ thái độ vô cùng tức giận của người đóng cửa. Tiểu An bị bắt ép lên xe, tấm lưng vô tình đập vào cánh cửa bên kia khiến cô chau mày đau đớn. Người đàn ông trước mặt chẳng hề để tâm đến, trực tiếp nắm lấy tay của cô, gằn giọng. Em cưới tôi rồi, còn dám nghĩ đến việc cưới người khác sao? Tiểu An khó chịu, muốn gỡ tay của Hạo Thiên, nhưng mà bất lực. Anh bị làm sao thế à? Đau, buông tay em ra đi. Em không cưới, tại sao ăn mặc như cô dâu đến đám cưới của Tiến Đạt? Em định lấy hai chồng sao? Lực siết ở cổ tay càng ngày càng mạnh, khiến Tiểu An thêm đau đớn. Người đàn ông này mỗi lần ghen tuông đều như vậy, mất hết lý trí, thậm chí còn chẳng để cô có cơ hội giải thích. Hạo Thiên, đau em, anh buông tay ra đi. Nhận ra sự khó chịu trên gương mặt của cô, anh mới phát hiện bản thân mình đang khiến cô đau. Anh không buông, nhưng thả lỏng,
để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Hạo Thiên kéo Tiểu An vào lòng, nhẹ giọng nói. Anh xin lỗi, có đau lắm không? Anh lúc nào cũng thế, anh không nghe em giải thích gì. Tại em đột ngột bỏ đi, không nói một tiếng, lại còn ăn mặc như thế này, nên anh nghĩ... Anh nghĩ cái gì? Em chỉ đến đây làm phù dâu thôi mà. Thanh Nhã là bạn của em, cô ấy nhờ em giúp, em mới tới. Chả qua vì thời gian quá gấp nên em không kịp nói với anh thôi. Anh đúng là quá đáng. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm Tiểu An vào lòng. Anh đâu biết sự thật đằng sau mọi chuyện là như vậy chứ. Sáng nay thức dậy không thấy cô đâu, nghe vệ sĩ nói rằng cô ăn mặc sang trọng đến một đám cưới, hơn nữa còn là đám cưới của Tiến Đạt, nên anh mới sinh nghi, làm chuyện hồ đồ. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, không những thế còn làm cho cô đau. Tiểu An tựa đầu vào ngực của Hạo Thiên, tuy rằng giận nhưng mà cô không nỡ lòng nào trách anh. Dù sao một phần cũng do cô không nói với anh một tiếng nên mới gây hiểu lầm. Hơn nữa Hạo Thiên không thích Tiến Đạt từ trước, mọi chuyện xảy ra thế này cũng là điều dễ hiểu. Cô ngồi thẳng người đối diện với anh. Chúng ta về nhà đi. Thế còn lễ cưới? Anh phá hỏng lễ cưới của họ rồi còn gì. Em sẽ xin lỗi họ sau. Vậy chúng ta về nhé. Hạo Thiên đưa tay ra hiệu cho tài xế. Chiếc màn chắn giữa hai khoang bắt đầu được nâng lên, bảo vệ sự riêng tư của cả hai người. Rất nhanh sau đó, chiếc xe di chuyển, rời khỏi lễ cưới. Ngồi sau xe, Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa lên cổ tay của cô để làm dịu vết thương khi nãy do anh gây ra. Tiểu An nhìn hành động của Hạo Thiên, cô thở dài một tiếng. Lần sau anh đừng như vậy nữa. Anh biết rồi, anh xin lỗi. Lúc nào anh cũng nói xin lỗi, nhưng anh có làm được đâu. Vừa lại anh chỉ vừa mới xuất viện được vài tháng, không nên vận động mạnh, nếu không ảnh hưởng đến vết mổ đấy. Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó nghe theo lời của cô. Thấy anh gật đầu vậy thôi, nhưng trong lòng cô còn lo lắng lắm. Ngày hôm đó ca phẫu thuật xảy ra vấn đề, anh bị mất máu khá nhiều, lại rơi vào tình trạng nguy kịch. Cũng may các bác sĩ đã kịp thời cứu được. Không những vậy còn có sự giúp đỡ của viện trưởng, nên anh mới thoát khỏi tay của tử thần. Khoảng thời gian sau khi làm phẫu thuật, Hạo Thiên phải ở lại bệnh viện mấy tháng trời để theo dõi, xem trái tim có phù hợp với cơ thể hay không. Tuy rằng sau một thời gian theo dõi, vì thể trạng tốt, thích nghi được nhanh, nên Hạo Thiên được xuất viện. Có điều cô vẫn không thể nào yên tâm. Mặc dù anh xuất viện từ mấy tháng trước, nhưng tuần này cô bắt anh đi kiểm tra, để chắc chắn không có vấn đề nào xảy ra. Người ta thường nói những người sau khi làm phẫu thuật tim thì tính cách cũng thay đổi, vì một phần trái tim không phải của mình. Tiểu An không biết đó là những lời mê tín hay là có căn cứ, nhưng cô cảm thấy sự thay đổi nhỏ ở Hạo Thiên. Những người xung quanh anh chắc chắn sẽ ít nhận ra, nhưng cô chỉ cần quan sát kỹ liền phát hiện. Tiểu An thấy Hạo Thiên ghen nhiều hơn trước, dù là một chuyện nhỏ cũng khiến anh khó chịu. Nhưng mỗi lần ghen, anh cứ để trong lòng thay vì nói thẳng ra giống như trước kia. Chỉ khi nào thực sự phẫn nộ, anh mới bùng phát. Ngoài điều này ra, cô thấy anh không khác xưa là mấy. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng Hạo Thiên vượt qua được ca phẫu thuật ấy là một điều may mắn. Dựa vào ngực của anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử vào ngày hôm đó, nếu như anh xảy ra chuyện gì, thì cô không biết bản thân sẽ vực dậy tinh thần thế nào. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương cô. Đột nhiên Tiểu An cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến da thịt. Chiếc khóa kéo đằng sau lưng phát ra âm thanh. Thấy chuyện chẳng lành, Tiểu An vừa định quay người thoát thân thì cô lại bị giữ chặt. Hơi thở âm nóng thì thầm bên tai của cô. Vợ này, em mặc bộ này rất giống váy cưới. Vừa hay anh cũng mặc một bộ Âu phục. Hay là chúng ta diễn lại cảnh trong đêm tân hôn có được không? Tiểu An tròn xoe mắt sừng sốt, không phải Hạo Thiên đang đùa cô đấy chứ. Bàn tay của anh vẫn tiếp tục di chuyển, chiếc khóa kéo chẳng biết từ bao giờ đã kéo xuống hết, dây áo bên trong nhanh chóng được cởi bỏ. Tấm lưng trần của cô bỗng chốc cảm nhận được sự vuốt ve đầy dịu dàng của anh. Tiểu An nắm chặt vai áo của Hạo Thiên đến nhàu nhĩ, ánh mắt vô cùng đáng thương. Hạo Thiên à, hôm qua chúng ta mới làm rồi mà, hôm nay anh tha cho em có được không? Hôm qua là chuyện của ngày hôm qua, sao có thể nói như vậy được? Hơn nữa, anh đang phạt em
Chuyện em bỏ đi không nói lời nào với anh, chẳng phải em giải thích rồi sao? Chuyện đó... Kìa, Hạo Thiên! Tiểu An còn chưa nói dứt câu, Hạo Thiên cúi xuống cắn nhẹ lên ngực của cô, in hẳn một vết giống như thể anh muốn đánh dấu. Chiếc váy cô đang mặc tuột xuống một nửa, nhưng rồi lại nhanh chóng bị ném sang một bên. Trên người bây giờ chỉ còn duy nhất một chiếc quần nhỏ. Cô ngượng ngùng, có muốn che cũng không thể. Ngón tay Hạo Thiên bắt đầu di chuyển từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ dừng lại trước cơ thể mềm mỏng của cô. Anh ơi, đi về nhà rồi làm. Chúng ta sắp về rồi cơ mà. Xe đi đường vòng, không về nhanh thế đâu. Tài xế, nghe thấy bây giờ. Vậy thì chỉ cần em nhỏ tiếng là được. Này, không được đâu. Mặc kệ những lời Tiểu An nói, Hạo Thiên không thể nào nhẫn nhịn mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô. Chiếc lưỡi nhỏ quấn quanh khoang miệng, đôi môi lúc này đã được mềm mỏng, khép chặt. Tiểu An đưa tay lên che miệng mình và cố gắng không phát ra những âm thanh xấu hổ, bởi trong xe lúc này không chỉ có hai người. Mí mắt của cô ươn ướt, cảm nhận cơ thể đang bị thứ dục vọng chi phối, chẳng còn sức lực để mà phản kháng. Này, chúng ta tới đây được rồi, đang ở trong xe đấy, người ngoài nhìn thấy bây giờ. Anh thay kính xe rồi, em không cần phải lo. Chuyện này anh tính hết rồi đấy à? Chả thế còn gì. Cảnh xuân lúc này lộ rõ trước mắt, Hạo Thiên nuốt nước bọt, ánh mắt kháu cầu đầy dục vọng, thân hình to lớn của anh đã đè lên cơ thể của cô. Hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt người đối diện, phà lên hõm cổ của cô. Trên người cô bắt đầu xuất hiện dấu vết màu đỏ. Tiểu An biết một khi Hạo Thiên muốn thì anh không thể dừng lại, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt của anh trong lúc này, cô đều rất sợ hãi. Hạo Thiên này, anh vừa mới phẫu thuật, hay là để khi khác đi? Anh xuất viện được mấy tháng rồi mà. Bác sĩ nói anh không được vận động mạnh. Vậy thì em vận động đi. Dứt lời, Hạo Thiên cởi bỏ quần áo rồi kéo Tiểu An dậy, để cho cô ngồi lên người mình. Nếu như em sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, vậy thì em làm đi. Nhưng mà... em đau. Không sao đâu, sẽ nhanh hết thôi. Cả cơ thể bỗng chốc trở nên mệt nhoài chỉ sau vài phút. Đôi chân cô run rẩy, hai tay chống lên ngực anh không còn đủ sức, liền khuỵu xuống. Cô ôm chặt lấy cổ của anh, bên dưới đang cố gắng luân chuyển. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô trong lòng, tận hưởng khoái cảm đang truyền đến. Cuộc hoan ái cứ tiếp tục diễn ra như vậy, cho đến khi cô cảm nhận được sự ấm nóng đang ở bên trong cơ thể. Tiểu An kiệt sức nằm gọn trong lòng của anh, hơi thở trở nên khó khăn, ngay cả khi cuộc hoan ái kết thúc. Hạo Thiên đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô sang một bên, vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ. Em có mệt lắm không? Em nói dừng lại rồi mà, không phải đêm qua anh làm cả đêm rồi sao? Anh xin lỗi, sau này anh không như vậy nữa. Còn có sau này á? Không, không có sau này được chưa? Hạo Thiên cười trừ cho qua chuyện, nhưng Tiểu An lại không nhìn mặt anh đến một lần. Hình như cô giận rồi, lần này chắc chắn là giận lâu hơn trước. Hạo Thiên chỉ đành thờ dài một tiếng, nỗ lực dỗ dành. Đừng giận anh nữa, tối nay anh có quà cho em. Quà? Lại giống ngày hôm qua chứ gì? Không, quà này là bằng hiện vật. Tiểu An nheo mắt đầy nghi ngờ, sau đó cũng gật đầu cho xong. Buổi tối muộn, Hạo Thiên ở bên phòng chơi cùng với Nhược Đông, còn Tiểu An thì dọn dẹp, nốt chỗ bừa bộn trong phòng. Kể từ ngày quản gia Lục rời đi, số công việc trong Cố gia tăng lên đáng kể, nhưng cô vẫn cố gắng làm. Bao nhiêu năm qua, ông Lục làm rất nhiều việc, bây giờ chính là lúc ông được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Dù sao, ông chỉ đi du lịch có vài ngày, Tiểu An không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà phá hỏng cuộc vui của ông. Đang loay hoay thu dọn quần áo đem đi giặt, Tiểu An phát hiện ra một mùi nước hoa lạ trên áo vét của Hạo Thiên. Cô nhớ trước đây anh không hề dùng loại nước hoa này. Hơn nữa, nó còn là mùi nước hoa của phụ nữ. Đột nhiên cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Hạo Thiên tiến vào bên trong, vui vẻ lại gần chỗ cô đang đứng. Anh không để tâm đến việc cô đang làm gì, trực tiếp ôm lấy cô từ phía sau. Vợ này, tối nay Đông Đông ngủ cùng với chúng ta. Lát nữa em chuẩn bị chăn gối cho con nhé. Tiểu An kìm nén sự tức giận bên trong, hắng giọng và hỏi.
Tối hôm qua trước khi về nhà, anh đã đi đâu? Hạo Thiên chau mày khó hiểu với câu hỏi mà Tiểu An đưa ra, nhưng anh vẫn thành thực trả lời. Hôm qua, anh giải quyết xong công việc ở công ty, anh về thẳng nhà luôn. Không phải, hôm qua anh đâu có ăn cơm nhà, anh đã đi đâu? Ừ thì anh có hẹn với một khách hàng, nên nhân tiện ăn cơm ở bên ngoài. Nhưng mà anh về đúng giờ với vợ mà. Thế tại sao khi nãy anh lại bảo rằng anh về thẳng nhà? Giọng nói của Tiểu An càng ngày càng lớn. Hạo Thiên nhanh chóng nhận ra điều khác lạ. Đôi tay đang ôm lấy cô dần dần buông lỏng. Tiểu An quay người đối diện với Hạo Thiên. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đỏ ngầu, tức giận lớn tiếng. Thế anh giải thích thế nào về mùi nước hoa phụ nữ trên áo của anh? Nước hoa phụ nữ nào? Chính Hạo Thiên đều cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Tiểu An nói như vậy. Anh vội vàng lấy chiếc áo vest trên tay, đưa lên mũi và ngửi thử. Bản thân còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu An tiếp tục nói trong sự tức giận. Hôm qua anh về nhà rồi đi tắm ngay. Có phải muốn che giấu mùi hương của một người phụ nữ khác có phải không? Anh dám ngoại tình. Tiểu An à, nghe anh nói. Tôi không muốn nghe gì. Anh đúng là một tên khốn. Tiểu An, anh buông tôi ra. Mỗi lần Hạo Thiên níu tay lại, Tiểu An lại vùng vẫy và đẩy anh ra xa. Cuối cùng anh chẳng còn cách nào khác, đành phải ôm cô thật chặt để cô không thể nào phản kháng được. Lúc này anh mới có cơ hội để nói với cô. Tiểu An à, mùi nước hoa này không phải của anh, cũng không phải là của người phụ nữ khác, anh không ngoại tình. Tôi không tin, tôi không muốn nghe. Anh có thể chứng minh. Dứt lời, Hạo Thiên lấy trong ngăn kéo một lọ nước hoa đắt tiền và đưa cho cô. Anh thấy lọ nước hoa cũ của em hết, nên mới đi mua lọ mới này cho em. Tiểu An nheo mắt đầy nghi ngờ, rồi cầm lọ nước hoa kia để kiểm tra. Quả thực mùi hương của nó giống với mùi hương trên áo của anh. Nhận ra bản thân mình hiểu lầm, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Em đâu có dùng loại này đâu. Anh mua cho người khác, rồi mua luôn cho em, để tránh bị nghi ngờ có phải không? Hạo Thiên lúc này bật cười, đưa tay cốc nhẹ vào trán của cô. Anh không mua cho ai hết. Mua cho em, một mình em thôi. Lọ cũ ở cửa hàng không còn, anh thấy mùi này cũng được nên mới mua. Em không thích thì anh đổi. Thôi không cần đâu, em dùng loại này cũng được. Vậy là em không nghi ngờ gì anh có phải không? Tiểu An lúc này ngại ngùng cúi gầm mặt xuống và lắc đầu. Cô đâu nghĩ món quà mà anh nói với cô sáng nay lại chính là lọ nước hoa này chứ. Chẳng qua vì người thấy mùi hương lạ trên áo của anh nên cô mới sinh nghi. Nếu anh nói ra ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không như vậy. Hạo Thiên tiến lại gần kéo Tiểu An vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, tiếp tục trêu chọc cô. Này, lúc em ghen ấy, trông dễ thương lắm. Anh thôi đi, em đâu có muốn, tất cả là tại anh còn gì. Thôi được rồi, tất cả đều là tại anh, được chưa? Tiểu An vui vẻ gật đầu, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của một đứa con nít. Bố mẹ ơi, Đông Đông vào nhá. Ừ, con vào đi. Tiểu An vội vàng đẩy Hạo Thiên sang một bên, cẩn thận cất lọ nước hoa rồi chỉnh sửa lại quần áo. Nhược Đông chạy vào trong đi đến chỗ hai người với một nét mặt đầy hào hứng. Hôm nay con ngủ cùng bố mẹ. Bố mẹ, mau tắt điện đi ngủ thôi. Thôi được rồi ông tướng, mau lên giường nằm xuống đi. Hai mẹ con Tiểu An rứt tay nhau nằm xuống giường trước, còn Hạo Thiên tắt điện và lên sau. Nhược Đông nằm giữa hai người, thằng bé nắm chặt lấy tay bố mẹ, miệng cười tươi đầy vui sướng, bởi vì lâu lắm rồi nó mới được nằm trong vòng tay của cả bố cả mẹ. Nhược Đông vui sướng ngây ngô. Con ước gì con được sống với bố mẹ như thế này mãi. Bố không đi công tác xa, mẹ không giận bố, cả nhà đều được sống chung với nhau. Hạo Thiên mỉm cười, cánh tay to lớn của anh vòng qua ôm lấy cả hai mẹ con Tiểu An, nhẹ nhàng lên tiếng. Bố không đi đâu nữa, không để hai mẹ con phải chịu khổ thêm một ngày nào nữa đâu. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, Hạo Thiên đưa Nhược Đông đến trường, còn Tiểu An ở lại quán xuyến nhà cửa. Từ sau khi kết hôn, cô nhượng lại cửa hàng cho bố để ông toàn quyền giải quyết, bản thân thì lùi về sau lo gia đình. Tiểu An xắn tay áo bắt tay vào những công việc thường ngày. Đang loay hoay với mớ hỗn độn, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu An à? Chú Lục, chú về rồi sao? Tôi cứ tưởng chú đi chơi lâu một chút.
Du lịch như vậy đủ rồi. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế Hạo Thiên và Nhược Đông đâu rồi? Hạo Thiên đưa Nhược Đông đi học, để tôi giúp chú mang hành lý vào nhà. Quản gia Lục gật đầu thay cho lời cảm ơn. Ông nhanh chóng mang những thứ lình kình khác theo sau cô để gọn vào trong phòng. Xong xuôi mọi thứ, hai người lại xuống bếp làm việc giống như lúc trước. Căn biệt thự này quả thực có thêm quản gia Lục vẫn tốt hơn rất nhiều. Tiểu An nhìn sang phía quản gia Lục, nghĩ đến chuyện của một năm trước, cô lên tiếng hỏi. Chú Lục này, chuyện người hiến tim cho Hạo Thiên... Người nhà họ không muốn Hạo Thiên biết, thế nên tốt nhất chúng ta không nên nói gì. Nghe lời quản gia Lục, Tiểu An gật đầu và tiếp tục làm việc, không hỏi gì thêm nữa. Năm đó sau khi Hạo Thiên phẫu thuật thành công, Tiểu An cũng hỏi ông về việc người hiến tim là ai. Ban đầu ông nhất định không muốn, bởi vì ông muốn giấu danh tính người hiến tặng. Nhưng đến cuối cùng, cô vô tình phát hiện ra tờ giấy đồng ý hiến tặng. Tiểu An không biết phải nói thế nào. Sau khi đọc tên người hiến tặng, lúc ấy cô chỉ biết nín lặng bởi người hiến tim là Tố Như. Gặng hỏi quản gia Lục, ông mới thừa nhận năm đó trước khi mất, Tố Như ký giấy hiến tặng những bộ phận trên cơ thể cho bệnh viện. Tố Như muốn làm vậy để phần nào chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Và dĩ nhiên chuyện này diễn ra một cách âm thầm, đến cả Hạo Thiên còn không hề hay biết. Nhành hoa diên vĩ mà Tiểu An đặt trước ngôi mộ năm đó là dành cho Tố Như. Dẫu biết khi còn sống, Tố Như gây ra rất nhiều chuyện có lỗi, nhưng cuối cùng vẫn là Tố Như cứu Hạo Thiên một mạng. Chuyện người hiến tim là ai, Hạo Thiên lại không hề hay biết, và sẽ không một ai nói cho anh, bởi vì nếu biết sự thật, anh chắc chắn không nhận trái tim này. Và bí mật đó mãi mãi được giấu kín. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như bao nhiêu ngày bình lặng suốt một năm qua. Chiều muộn ngày hôm đó, quản gia Lục cùng Tiểu An bày biện đồ ăn ra bàn, rồi ngồi chờ bố con Hạo Thiên về. Khoảng nửa tiếng sau, từ phòng khách vọng lại tiếng cười khúc khích của Nhược Đông. Tiểu An mới nhoài người ra nhìn, hai bố con đã đi vào bên trong. Nhìn thấy quản gia Lục ngồi chính giữa đang chờ đợi, Nhược Đông chạy đến ôm chầm lấy ông. Cháu chào ông ạ. Đồng đồng của ông ngoan lắm, thế hôm nay đi học có mệt không? Dạ có. Thế thì đồng đồng phải mau ăn cơm cho đỡ mệt. Dạ vâng ạ. Nhược Đông vừa mới dứt lời, Hạo Thiên liền lên tiếng hỏi. Chú về khi nào, sao không báo cho tôi một tiếng, để tôi đi đón chú. Không cần phiền hà thế đâu, tôi tự về được. Mà tôi chỉ mất có vài tiếng đi xe thôi. Nào, mọi người ăn cơm cho nóng. Tiếng chén đũa bắt đầu vang lên trong không gian bếp nhỏ, mọi người cùng nhau dùng bữa rất vui. Cho đến một lúc sau, Tiểu An đột ngột dừng đũa lại, rồi lên tiếng hỏi Nhược Đông. Đông Đông này, con thích có em trai hay là em gái? Câu hỏi của cô khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng, quản gia Lục và Hạo Thiên lập tức dùng đũa, hướng ánh mắt về phía cô. Nhược Đông mỉm cười vui vẻ trả lời. Con thích có em gái mẹ ạ, nếu có em gái... Con nhất định bảo vệ cho em thật tốt. Tiểu An xoa đầu, sau đó gấp cho thằng bé thức ăn. Hạo Thiên buông đũa xuống, ánh mắt của anh đầy nghi ngờ nhìn cô. Tiểu An à, em đừng nói là... Vâng, anh sắp được làm bố rồi đấy. Tiểu An vừa dứt lời, quản gia Lục quay sang phía Hạo Thiên với ánh mắt đầy vui mừng. Không ngờ chỉ mới đây thôi, gia đình nhỏ lại sắp đón thêm một thành viên mới. Nhược Đông nhìn ông Lục và bố mẹ, ai nấy đều rất vui vẻ, liền thắc mắc. Có chuyện gì mà mọi người vui thế à? Quản gia Lục không giấu được niềm vui sung sướng, nét chân chim trên đuôi mắt hiện rõ khi cười. Cháu sắp có em rồi đấy, thế cháu có vui không? Dạ cháu vui, vậy là cháu sắp có người chơi cùng rồi hả ông? Nếu thế thì cháu nghĩ ra được cái tên nào dành cho em chưa? Nhược Đông im lặng suy nghĩ, mọi người cũng đang chờ đợi cái tên mà thằng bé nói ra. Nếu là em gái thì tên là An Nhiên ạ. Còn nếu là em trai thì là gì nhỉ? Cháu không nghĩ ra được, để cháu nghĩ xem tên nào hay, cháu nói cho ông nhé. Cả nhà ai nấy đều bật cười vì sự ngây ngô của Nhược Đông.
Đúng là thằng bé thích em gái hơn nên chỉ nghĩ được tên cho em gái, còn em trai thì phải để sau. Những ngày tháng sau đó diễn ra vô cùng êm đềm. Tiểu An mang thai nên không làm được việc nặng nhọc. Trong Cố gia xuất hiện nhiều người làm thêm để phụ việc. Kể từ khi biết tin con gái mình mang thai, ông Từ Hàn cũng thường xuyên lui tới Cố gia để thăm hỏi. Vì mẹ bận lo cho em trong bụng nên việc chăm sóc Nhược Đông hầu như đều do quản gia Lục và Hạo Thiên làm hết. Tuy mẹ không ở bên nhiều như trước, nhưng Nhược Đông lại rất ngoan và nghe lời. Hạo Thiên cũng dần thu xếp lại công việc ở công ty để dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu An. Anh muốn cho cô một cuộc sống thoải mái và tinh thần vui vẻ khi mang thai đứa con thứ hai này. Và hơn hết, vì anh muốn bù đắp cho cô, bởi khi Tiểu An mang thai Nhược Đông, anh không thể nào bên cạnh chăm sóc cho cô và con. Thế rồi vào mùa thu năm sau, Tiểu An sinh được một bé gái xinh đẹp và tên của bé gái được đặt theo tên mà Nhược Đông nói từ trước. An Nhiên. Đúng như ý nghĩa của cái tên, An Nhiên là một cô gái với một cuộc sống và một cuộc đời bình an. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 13, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 13 tập truyện vừa qua. Chúng ta cùng nhau trải qua rất rất nhiều cung bậc của cảm xúc. Và điều mà Tâm An rất là tâm đắc đó chính là cái kết của câu chuyện này. Chúng ta luôn hy vọng rằng là anh chàng tên là Hạo Thiên này phải trả giá cho những gì mà anh ấy đã từng làm với Tiểu An. Và Tâm An thấy là anh ấy trả giá rồi đấy. Đó chính là trước khi mà nằm ở trên giường bệnh, trong suốt một quãng thời gian như vậy, anh ấy lo lắng cho tương lai của mình, rằng anh ấy chỉ còn có vài tháng, vài năm nữa được ở bên cạnh Tiểu An và Nhược Đông. Và cái khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc anh cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời và muốn bù đắp cho cô. Và sau khi mà được hiến tặng tim thì anh mới biết được rằng là mình đã có một cơ hội, ông trời đã thương xót cho mình và để cho mình chăm sóc mẹ con của Tiểu An. Và hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cô. Có thể là chúng ta quy định nào đó dành cho cái ác và cái thiện trong câu chuyện này. Nhưng mà Tâm An cảm thấy là tác giả Diễm Quỳnh đã đưa chúng ta đến một cái kết vô cùng trọn vẹn. Và Tâm An cũng cảm thấy rất là tâm đắc với cái kết này. Còn quý vị thì như thế nào? Quý vị có nhận thấy rằng là để cho Tiểu An và anh chàng Hạo Thiên này đến với nhau, hạnh phúc với nhau và có thêm một đứa con nữa, liệu có xứng đáng hay không? Thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện mới, hấp dẫn. Thế nên hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.